sau 3 tuần xa nhau thì Ben với Jun đã trở về bên nhau. Nghe hơi xế này. Thì đây là clip đầu tiên khi Ben quay trở lại Mỹ. Ben cũng vừa về nhà vừa thay đồ ra. Xong rồi bây giờ trước sau gì cũng phải bỏ mấy cái đồ Ben đem từ Việt Nam sang. Thì Ben có đem nhiều quà với lại mấy cái đồ mà Ben chuẩn bị là đa số, thì mời mọi người cùng xem thử là mỗi lần về Việt Nam qua thì Ben thường mang gì qua. Mình you have me put the stuff in the picture. Đầu tiên là cái mình thấy đầu tiên là mic sấy, cái này cho chung. Yo, keep for me. This one doesn't need to be in the fridge, right? No, this is outside. Chung thích ăn mic lắm. Nên là Ben mua nhiều cái mic sấy này cho chung. Tại vì mic thì nha, mic thì ở đây mic mắc lắm các bạn. Mắc thì không nói rồi, nhưng mà nó cũng có mùa nữa. Nên là tôi kệ mua mít sấy ăn đỡ. Nhà ba nuôi của Ben thì có trồng mít, có mùa thì cũng được mấy trái. This is all the food and this is jam. All for you. Yay. Này gì đây? Này là tao thấy cái nó open. Mấy cái này Ben tưởng là người ta mở ra người ta xem, chứ mà mẹ gói toàn giấy báo mà khác người ta cũng không có mở ra xem. Cái này là mẹ ghi là Ben rút, là rút của Ben. Đây, rút khô á, rút phơi khô mấy bạn. Như là mẹ làm hay ra á, mua rút về rồi phơi á. Này là nấu canh. Nấu canh bầu, nấu canh bí là đúng bài. Do you have anything open yet? No, right? Ừ. Rồi bánh gấu. Bánh gấu mà trong có cam á. Bánh này là em gái của Ben thích ăn lắm, nên là mua qua để gửi qua cho em gái Ben là Ben Cali á. Đây là đồ nghề của Ben. Đây cũng là đồ nghề. So happy. Yeah. This one called Bong Smong. Ở bên Việt Nam thấy mấy bạn hay mang mấy cái này nè, bạn có mua một cái giỏ. Good. What? What's it? Bag? Bag, yes. Để đi biển bỏ đồ vô sách đi. Mấy cái này mấy bạn hay thấy bán nhiều trong Hội An á. Còn này thì bạn mua ở chợ hàng. Cái này bạn mua 280. This is for you? 280 là chắc là sát giá lắm rồi này. Tại vì cái chỗ đó bạn mua là không có trả giá. Mua nó bao nhiêu là mua bấy nhiêu thôi. Yeah, có mít. Stephanie has one, honey. Oh. Yeah. Còn cái này, Ben, cá. Còn cái cái gì đây, gọi là xem. Mẹ Ben ghi rất là rõ ràng cái chữ Ben này, sao đùng này. Ben là tên Ben, còn em gái Ben là tên Quỳnh. Nên là mẹ cũng ghi cái gì của Ben, của Quỳnh là mẹ ghi rõ để qua cho nó dễ gửi hàng. À, cá cơm. Cái này là cá cơm mà mẹ Ben phơi khô, mua cá về cái lấy xương ra rồi phơi khô. Này mẹ kêu là gin ăn với là gin với nước mắm đó, là ăn với cơm ngon lắm. Có lại ít cá cơm ở phía trên này nữa. Có hai loại cá. Cái này cá cơm to rút xương rồi, còn cái này cá cơm nhỏ. Anything in the fridge, honey? Huh? Oh, yeah. This one in the fridge. Two? Mm. Okay. Mực. Mực. Gì đây? Hai mực luôn à. Ben bay qua phi trường Miami thì Ben thấy người ta không có kiểm tra gì hết nè mấy bạn. Vẫn đang mực qua được bình thường nè. Mẹ gói kỹ. Gói cái gì mà thêm cái lá trầu vô đây nữa. Gói lá trầu vô cho nó đỡ hôi vô mực hết á. Đây không biết mà mình thấy mẹ bạn gói đó. Ủa có hai lá trầu luôn, rất là chắc là cho nó khỏi hồn mình mực rồi. Đây đó, mực khô. Mẹ bạn mua hình như một ký á, một ký 800-900 nghìn gì đó. Mực khô. Rồi mua mực khô, mua thêm một chai tương ớt.
Cái chinsu này thì ở đây Ben cũng thấy bán nhiều, nhưng mà cái siêu cay á thì hình như Ben mới thấy. Ben về Việt Nam Ben mới thấy, Ben mua chai quan thử. Hình như là có không có thấy ở đây. Rồi. Cái bịch này cũng là mực thôi, để cái giấy báo này gói bỏ trong tủ lạnh cho nó đỡ hôi. Anh đi cái quan thử. Fish. Squid. Try to the fish. Yeah. Upstairs, downstairs. Downstairs is fine. What's the chili sauce? Oh, chili sauce for the squid. Super spicy. Really? Cái này là ruốc khô cho Quỳnh, là của em gái Ben thì cũng là ruốc thôi, nhưng mà phần này là phần của em gái Quỳnh, còn phần của Ben là hồi nãy Ben đưa đi rồi. Cái này Quỳnh cá, Quỳnh cũng được một phần cá giống như Ben của Quỳnh. Cái này gì đây, gói trong bọc rồi gói giấy báo nhìn hấp dẫn nghe sợ không biết. Quỳnh bí hạt bí sấy khô mấy bạn. Quỳnh nó thích ăn lắm. Ben thì như Ben không thích được của Ben, chắc là mẹ biết Ben không thích ăn á, tại vì bữa trước mẹ đã... bữa trước Ben về Ben cũng đã qua mấy lần rồi mà lần nào cũng cho Quỳnh hết, Ben không có ăn nên là mẹ biết. Rồi để xem trong cái phần này. Vừa rồi Ben về Việt Nam Ben có mua mấy cái hộp này nữa. Muối tôm ớt xanh Tây Ninh. Muối tôm màu đỏ thì nhiều rồi, còn muối này màu xanh thì Ben mới thấy. Cái này cũng muối ớt xanh Tây Ninh để ăn với trái cây. Rồi có thêm một cái muối xả rang để ăn với hải sản. Xả với ớt mấy bạn, người ta rang lên á. Hình như mình nặng chanh hơn nữa sao. What is that? This is a sauce with lemongrass to eat with seafood. And this for fruit. Yes. Simply next to the kitchen. What is that? Spicy, stinky fish sauce? No, this is my clothes, I think. Yeah. Where's mine? Later. I'm going to eat, okay? Now? Just call me. Just call me. Just a little bit, honey. Ben có mua một ít chả cua. Qua đây nó mua mấy crab paste. Ở upstairs. Upstairs? Yeah. Okay. Cái đó xong rồi, đâu rồi đây? Nãy mới đấy. Bún riêu cua. Chuyến này quyết định là qua sẽ nấu ăn nhiều hơn cho Chuna. Và biết nấu ăn cũng sẽ không ngon nên là Ben mua mấy cái sự trợ giúp này. Cái này là bún riêu cua nè. Phở nè. Phở nằm trong gói á. Rồi bún bò Huế nè. Rồi mấy cái này là có canh chua. Có sườn xào chua ngọt. Cá kho. This is the taste for soup. Yeah, for sour soup. For pork ribs. And for fish. I'll cook more for you. What? What you mean here? Honey, this is crab soup. Oh. Yeah, it's pretty. This is pho. And bún bò Huế. Next time you go home, you should take the training for cooking. What? Mm-hmm. Bên đây thêm mấy bịch thịt kho với thịt kho tàu. This is the one I cook. I know how to cook. Remember? But I just want to see how it tastes. Nói chung mấy cái món đơn giản này thì Ben cũng biết nấu. Nhưng mà mua này bỏ mua nấu cho ngon. Yeah. Another bún bò Huế. Bún bò Huế với phở. Nói chung là Ben mua mấy cái món nấu súp là nhiều nè. Yeah, bún bò Huế. Put it in a... When we put the instant noodle. Rồi. Bánh lọc nữa nè mấy bạn. Huế mà phải ăn bánh lọc. Ben mua này, mẹ Ben mua bánh lọc đem qua. Cái này là mua bánh lọc sống về xong rồi mình bỏ trong tủ đông á mấy bạn, xong rồi trước khi đem qua thì bỏ vào trong tủ đi nè, nó còn lạnh nè.
nói chung nó không còn đông đá nữa nhưng mà nó còn lạnh, cái này mình đem qua được. Mà trong này á, Ben chỉ dặn người ta bỏ tôm thôi, không có bỏ thịt. Như thịt là được, là bị cấm đem ra nước ngoài, nhưng mà hải sản thì được, nên là Ben chỉ bỏ tôm thôi. Nhiều lắm, mình như mẹ mua 100 cái hay sao á. Bữa trước về mua qua một lần rồi Chun ăn, Chun thích lắm. Tại vì mình mua sống vậy nè, rồi mình ăn chừng nào mình bỏ vào trong đồ mình hấp á, mình hấp nó lên cái là nó ngon. Ăn chừng nào mình hấp chừng đó nó ngon hơn. Upstairs too? Yeah. Did we finish the one you brought back last time? I think so. I don't think so. Maybe another, just another 10. Oh. Yeah, another 10 left. Trăm cái rất nhiều ghê. Ok. This one or... Okay. Let's put it in two bags. Oh. And you got a zipper, a ziplock, or maybe put it there. I put it in the ziplock there. Còn cái này, ờ, cái này là gì đấy? Cá. Đây là mẹ Ben biết Ben ăn cá, nên là có kho cho Ben 2 hộp cá. À, cái này là cá đây. Mẹ mua cá thu về xong rồi mẹ rim với lại rim ngọt ngọt á mấy bạn, xong rồi cho Ben mang qua. Biết Ben thích ăn cá. Ben về nhà rất ăn cơm nhà. Nói chung hầu như là chỉ có ăn những món thèm ăn, ví dụ như là bún bò Huế, bún thịt nướng, rồi bún mắm nêm đó, những món đó. Còn ngoài ra là Ben hầu như ăn ở nhà, chỉ ăn ở ngoài. Xem cái này như là mắm cà, mắm dưa cà của dì Cẩn ở chợ hàng này, mẹ Ben mua qua cho em Quỳnh. Ben không ăn nên thôi Ben cũng không mở ra. What is this? Huh? What is this? The scary stuff? Stinky. Oh no. Nói chung á, mấy cái mắm mà mình thích ăn á thì đối với người Việt Nam mình thôi, còn người nước ngoài thì càng nghe không quen như Chun á thì nói là, nói xin lỗi mọi người, không phải là coi thường món ăn Việt Nam mình, nhưng mà nó có cái mùi đặc trưng quá kìa. Cái là mỗi lần mà kêu cái món gì đây mà Ben kêu là stinky fish sauce, là cái mắm cá mà có mùi hôi á, cái mùi không được dễ chịu á, nên gọi là stinky tofu. À, này là tương ớt. This one downstairs. What about this one behind you? Oh, this one outside. This one downstairs. This one outside. Oh, this is Quinn. Just leave it here. Có lại mấy hũ mắm rò với lại mắm tôm chua ăn với thịt luộc mấy bạn, với lại mắm rò để mà ăn với thịt luộc hoặc là ăn với bún rồi đó. Đó, mấy cái này thôi, chút xíu rồi mở ra sợ nó hôi. Để mình đi mình cất cái hộp này ra. Còn mấy cái đồ này là mấy cái đồ có nhiều người ta cùng gửi á, gửi đồ hàng qua, với lại đang mua mấy cái áo quần. This is done. Chun có về xong rồi Chun về nhà Ben á, xong rồi không có đem đồ mùa hè về để mặc á, nên là Chun có mua thử mấy cái áo ba lỗ này nè, mặc nên là Chun thích lắm. Chun kêu có thì mua cho Chun mấy cái. Ben cũng không biết hàng thiệt hay hàng nhái nữa, nhưng mà mặc rất là thoải mái. Mấy cái áo ba lỗ Chun hay mặc đi gym với lại mặc ở nhà đồ cho nó mát á. $3. No. $4.
chuyên đoán là 3 đô mà Ben mua cái này là như 80 ngàn hay 90 ngàn. 90 ngàn là 4 đô. This one too. This one must feel comfortable, right? All the neck. Like it. And this too. I did this. Yeah. Why you like to have you? Why you like the thick? No, because I cannot find the thing, and the one you got is the thick one. I think you okay with it. Yes, I'm okay. I know you like the small one, but small I couldn't find. So I can show my big shoulder. Whatever. Only skinny guy wear this thing to hide their shoulder. No. Còn chú nào nói là mua cái mà bạn nhỏ để cho ông show up, ông khoe cái bắp tay của ông. Show up. Yeah, see, you can just... Okay? What? It's all same size, right? Yeah, and two is a little bigger. Yay! Còn bên này có gì đây? Oh, về Việt Nam hút một đống bông tai, lắc vòng tay. Mấy cái này thì mấy cái riêng của Ben thôi. Mấy cái dây rồi là mấy cái đôi tầm đồ vậy đó. Mấy cái... Để mà Ben hay đi ăn tiệc, ăn đám cưới rồi nhiều khi Ben chân nhận lên. Rồi mua áo quần nè, mua mấy cái đồ bánh bèo nè. Đó, mấy cái đồ bánh bèo mai mốt làm video là mọi người sẽ thấy Ben mang. Anything else? Let me see. Let's see. No, my shoes. What's that? Open? Yeah, open. Let me see. Where's the... Ah, it's in your... Really? In your ass. No! Yeah. And then you get my reward ready? Annie, I'm not going anywhere, Annie! Đây là cái bằng bên về Việt Nam học xong qua. Rồi thì trong thời gian 3 tuần bên về Việt Nam, nói chung cũng về thăm gia đình thôi, cũng làm gì nhiều nên bên tranh thủ bên đi học xăm lông mày rồi xăm mí rồi xăm môi rồi đó. Nói chung là các thể loại xăm, chỉ có không có xăm trên người thôi, xăm trên mặt thì là sợ học xăm hết. Họ được một cái bằng ra. Nick, good. This is two different places. One place, but this is with Fibra. Like this is famous for eyebrows, permanent makeup. Yeah. Nice, very proud of you. Yeah. Can you use this here? Yeah, I had to change it into. Anh như bên có nghe mấy người nói là đổi được bằng ở đây á. Thì nếu mà muốn đổi bằng ở đây thì bạn phải đi học thêm để lấy thêm một cái bằng mẫu với lại lấy thêm mấy cái bằng gì nữa đó. Phải cũng phải lấy thêm ít nhất là hai cái bằng nữa thì mới đổi được một cái bằng xăm ở đây, nhưng mà không sao, có còn hơn không. Dù sao thì Ben cũng nói chung nếu mà cái bằng này không có sử dụng được ở đây thì Ben đi học thêm một cái bằng ở đây cũng được, nhưng mà học ở đây là nó mắc tiền với lại người ta không có nhiều thời gian để người ta kèm cho mình mấy bạn. Thành ra là Ben muốn học ở Việt Nam để học cái kỹ thuật, tại vì thầy ở bên đó người ta kèm mình nhiệt tình hơn, thầy dạy từng chút một á, nên là Ben cũng may mắn học cái lớp của anh Nghĩa Nguyễn ở Đà Nẵng á. Ảnh thì nhiệt tình lắm, ảnh cũng bày vẽ từng ly từng tí, thành ra Ben biết nghề với lại tay nghề lên nhanh đó. Ben thấy Ben may mắn thì sợ đi đâu cũng có người giúp đỡ hết. This one, this Uniqlo. Yeah, it fits. Locked, right? Yeah, fits, right? It fits, yes. Yay! One blue, one red. Yay! This material is similar to the material of those tank top. Yay! Với lại mấy cái đồ áo quần của Ben. My shoes. Anh giờ đây hết đồ của chung nữa. Giày. Giày bây giáp áo quần là nhiều.
với lại một số cái đồ nghề để làm học xong. Supply. How much? Over 1,000. Yeah. Mấy cái đồ nghề nhìn chút xíu mà nó cũng nhiều tiền, cũng mắc tiền. I bought most of everything. Yeah. Còn cái này là cũng của chị kia gửi. Rồi. Hình như là hết rồi. This one, my... Cái này cũng là đồ nghề. My supply. Oh really? How long can you last? 1 year? If there's customer, 1 year. If no customer, 20 years. Rồi. That's it, honey. Wait, one more. What is this? Food. Yeah, food for sure. Ah, cha. Not coffee. It's tea. No. Coffee we have, right? We still have. You never cook it for me. I will. Okay, don't worry, okay? Oi. Bạn nhớ là bạn có mua một đồ to không? Is this it? I remember I bought a lot of things. Don't tell me I forgot it. Bạn mua nhiều loại vòng vàng đấy bạn. Vòng vàng đầy luôn. Vòng vàng, mấy đôi khuyên tai. À, như Ben nhớ là Ben mua cũng là 30-40 đôi khuyên tai gì đó. Tại vì Ben là Ben bánh bèo mà. À, nhiều khuyên tai lắm. Put my clothes. What is that? Clothes. Với lại mua mấy đôi dép nữa. Nói chung cái gì ở đây cũng có hết mà thấy là thích. Việt Nam mình đó bán mấy cái đồ nhìn dễ thương, với lại nhiều size của Ben. Còn Ben ở bên đây thì nhiều lúc có size còn nhiều lúc không có size. Mua dép về Việt Nam rồi về Việt Nam lại mua dép qua đây. Đó, đôi dép của Ben. Màu mè chưa? Cute thế. I bought 3. This is also queen. Wow. Yeah, that is queen. Okay. That's all queen. All queen. Yeah. All queen. Mom, she separate one for me, one for queen. Okay. Yeah. Okay. So that's it. Okay. No more. No more. Với lại chỉ có một số áo quần hơi dài dép thôi. I bought this one. Cute. Cute. Bought shoes here. Go to Vietnam and bought more shoes. Okay. Ok. Thì đó là những cái đồ Ben đem qua. Có những món quà của mẹ. Rồi mấy gì cũng muốn gửi quà. Nhưng mà Ben nói thôi, cái gì cũng có. Thường chỉ thích một ít cá khô với lại mực khô thôi. Thì mẹ Ben chuẩn bị hết rồi. Nên là mấy gì nói ok. Vậy thôi, mấy gì không có gửi gì hết. Thì đó là những cái đồ Ben mang từ Việt Nam qua. Phục vụ cho việc nấu ăn. Phục vụ cho việc ăn luôn chính. Anything else? No. No. Còn mấy cái này là có của mấy chị gửi đồ qua. Cũng có một số người gửi đồ qua. Tại vì nhiều lúc mình đi thì tiệm đường mấy chị cũng gửi như vậy. Thì đó là những đồ Ben đem từ Việt Nam qua. Hẹn gặp lại mọi người ở những video clip tiếp theo. Ben với Jun đã trở về cùng một nhà. Thì hứa hẹn sẽ có nhiều video clip trong khác nữa. Bye. Good night. Bye. Honey, tell everyone what you think about me coming back. She's good, we're good. I love you. Crazy. What? Nothing else, you get tan! No. You went fishing and get so dark?